Trà Bạch Nhật bạn ơi, những cái chậu trà Bạch Nhật rất là đẹp. Hai nữa là cái cây nó lá nó dày dặn mà bông nụ rất là nhiều. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cây trà Bạch Nhật ạ? Đây mình nhặt ra một vài cái cây để bạn thấy nó đẹp như nào. Tuyệt vời đúng không ạ? Cây cao khoảng tầm 60, hơn 60 cm nhé bạn nhé. Hoa rất là nhiều, nụ sai đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây trà Bạch Nhật ạ? Cây đẹp như này đó thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé bạn nhá. Trường hợp các bạn mua buôn thì nhà mình cũng có rất là nhiều, số lượng phải tầm 500 cái cây trà như này ạ. Các bạn có nhu cầu thì mua mua thì vui lòng liên hệ ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá. Trường hợp mua buôn thì xin vui lòng gọi 097 797 3535 bạn nhá.